một bài văn về cách mình dùng kỳ nghỉ. Mình nên viết gì đây? Tommy, chào. Tụi mình có quà nè. Marshmallow yêu thích của cậu. Cảm ơn mọi người. Các cậu thật tuyệt. Cái gì đây? Một tấm vé màu vàng với một lời mời. Chúng ta sẽ tham gia thử thách Marshmallow. Đi thôi nào. Một thông báo. Cái gì? Tấm vé vàng đã được tìm thấy. Nhiệm vụ là quay một video Marshmallow lên TikTok. Các cậu làm thế nào? Chốt chốt. Còn mình thì sao? Khi cậu sẽ là ngôi sao của video. Mình sẵn sàng. Ném Marshmallow vào. Một bồn tắm Marshmallow nghĩa là chiến thắng. Mình có một bộ đồ Marshmallow. Wow, Kay, chúng ta sẽ có một video TikTok tuyệt vời. Cậu giả vờ đang nhảy vào ly đi. Xong rồi, cùng xem nha. Wow, chúng ta làm quá tốt. Phụ không, Marshmallow chảy. Cậu làm video TikTok với cái này được không? Không biết. Up Instagram story về thử thách này đi. Ý kiến hay đó. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng thử thách này. Họ đã làm TikTok. Chúng ta phải đưa họ tấm set thật sao? Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Chúng ta xứng đáng được ăn. Cái gì đây? Nhiệm vụ tiếp theo. Nấu và ăn. Vô bếp thôi nào. Tỏi và marshmallow. Đủ rồi. Đây sẽ là một món tráng miệng rất sáng tạo. Ép marshmallow bằng dụng cụ ép tỏi. Tỏi nghiền đã sẵn sàng. Hãy bắt đầu bằng cuộc thi ăn marshmallow tốc độ. 1 phút bắt đầu. Tommy, mình sẽ không để các cậu thắng. Sao phải vội? Mấy miếng nữa thôi. Mình sắp thắng rồi. Miếng cuối. Xong. Mình ăn hết rồi nha. Ủa, có tính giờ hả? Vòng tiếp theo của cuộc thi là nấu ăn với các nguyên liệu này: gừng, dưa muối, wasabi và teriyaki. Sẽ thú vị lắm nha. Chờ xem. Mình thích đồ ăn Nhật. Muốn thử không? Không tệ. Cay quá. Mình không thích ăn gừng. Để mình thử của cậu thử coi. Ăn đi. Không tệ. Dưa muối. Wow, cái này ngon quá. Ghê quá. Tiền của mình. Không có cửa mình tặng nó đâu. Mấy người thật ngây thơ. Đừng có mà mơ. Các người sẽ không bao giờ vượt qua thử thách. Các bạn, nhiệm vụ mới là đi tìm marshmallow. Cái bọc trống không à. Bắt đầu tìm thôi. Mình mệt rồi. Mình chẳng tìm được gì cả. Mình cũng chẳng thấy gì. Tìm kiếm thật là mệt mỏi. Kay, nhìn cái gối kỹ hơn đi. Kẹo marshmallow kìa. À, thấy rồi. Wow. Holly, tìm thấy marshmallow rồi nè. Nó ở đâu mới được? Không có ở đây. Ở đây cũng không. Thú vị đó.
Mút trang điểm này trông thật đáng nghi nha. Cho marshmallow vào lò vi sóng, quay trong 10 phút. Cho 42 gram đường bột vào. Khuấy đều. Tạo hình thành miếng mút trang điểm. Cho vào trong hộp. Để xem nào. Mùi thơm quá đi. Và vị như marshmallow. Mọi người, mình tìm thấy rồi nè. Polly, chúng mình cũng tìm thấy. Mình thấy một miếng mút trang điểm bằng marshmallow. Còn chúng mình thì là cái gối. Chúng ta làm được rồi. Mình không nghĩ có thể tìm thấy cái gì trong phòng của mình. Cứ thử đi. Vậy, làm thôi nào. Tìm kiếm trong phòng Tommy có thể kéo dài vô tận. Có cái gì dưới đống đồ kìa. Không, đừng có đụng vào. Là của mình. Mình giấu một kho marshmallow. Có vẻ chúng mình làm xong nhiệm vụ rồi đó. Đây là quỹ giải thưởng cho thử thách. Nhưng nó là tiền của ta. Ta không chia cho bất kỳ ai đâu. Nhiệm vụ của Polly là lẻn mang marshmallow vào trong hộp đêm. Chờ chút, không được mang kẹo vào. Ok, mình sẽ vào trong bằng mọi cách. Chào, nhận ra tôi không nào? Tôi là người nổi tiếng trên Instagram. Tôi nằm trong danh sách VIP đấy. Sâu marshmallow vào sợi chỉ. Khâu chúng thành cái mũ, tạo thành tóc giả. Tôi đã bị thuyết phục. Chào mừng đến với hộp đêm. Nhiệm vụ hoàn thành. Kay phải vào trong lớp học với marshmallow. Marshmallow hả? Không được mang kẹo vào trong lớp. Bông hoa tiết marshmallow sẽ đảm bảo chiến thắng của mình. Áo đẹp đó, vào đi. Thật dễ dàng. Tommy phải lẻn mang marshmallow vào trong rạp phim. Vé của tôi nè. Chờ chút, bạn không được mang marshmallow vào. Đó là luật. Mình sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ thắng thử thách này. Cái gì đây? Một bó hoa. Tôi có cuộc hẹn trong rạp phim. Gắn marshmallow vào trong xiên gỗ. Làm thành bó hoa. Buộc chặt lại bằng băng keo và thêm giấy gói. Mùi thơm đó. Được rồi, vào đi. Mình sẽ đi ủi áo. Nhưng hết nước rồi. Ừ không. Tommy, có món quà cho cậu nè. Mình sẽ để marshmallow dưới cái bàn ủi. Ủi đồ vui vẻ nha. Mình sẽ đổ nước vào và ủi đồ. Bàn ủi đã vào điện. Những chuyện gì đấy? Sao lại có marshmallow ở đây? Các cô gái chắc chắn có liên quan đến việc này rồi. Polly, cậu thấy Tommy ở đâu không? Mình không biết. Đây, dành cho cậu nè. Cảm ơn. Biết gì không, cậu giữ lại nó đi. Ai đó, để xem nào. Chúng ta nhận được tấm séc rồi nè. Chúng ta là người chiến thắng. Có gì đó sai sai. Cái này ăn được. Chúng ta bị lừa hả? Mấy người tưởng tôi sẽ đưa tấm séc thật sao? Ta sẽ không bao giờ cho ngươi đi, báu vật của ta. Bạn có thích video của chúng mình không nào? Hãy bình luận xuống dưới bạn thích cái nào nhất. Bộ tóc giả, bó hoa hay mút trang điểm bằng marshmallow. Và đừng quên like video này. Đăng ký kênh và ấn chuông thông báo. Để không bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn nào từ kênh Trum Trum nha.